Bây giờ bạn mình hùng nhấn tôi nhớ là được tôi có từng sơ ở trong bài hát này rồi, đó là từng mái ngói sơn liên đặt vào thể hiện đúng ạ. Vân sơn sơ rất hay của Tăng Vũ đã được nhà sĩ Phú Quang đổi thành nhạc trong bài thơ, trong bài hát đúng rất hay của ông. Và bài ca chúng ta sẽ tặng cho đội được cái lồng hát liên hiệp của ông ta. Chúng ta sẽ khởi đầu thật may mắn với Tấn Hùng, và bây giờ bạn sẽ tiếp tục phần lần tặng của mình. Chúng mình xin tiếp tục với một cái số mà hôm nay chị Quỳnh cho là khó nhất, đó là ô số 4. Vâng, chúng ta sẽ mở ô số 4, chị Quỳnh rất lo lắng đúng ạ. Chúng ta sẽ mở ô số 4, đó là từ thuyền, vâng. Từ thuyền màu xanh, chúng ta sẽ nghe một bài hát cho anh chị hiện đây ạ. Vâng, một lần nữa chúng ta lại được sắp sửa được lên một câu rất là tuyệt vời. Tận hưởng những số tháng 5 phút, câu lòng lưu tín, lưu. Vâng, câu lòng lưu tín, lưu.